chúng tôi sẽ chào đón thêm một nhân vật cũng khá đặc biệt. Kính thưa tất cả quý vị, khi mà chúng ta nhắc đến anh thì chúng ta nhắc ngay đến người đàn ông coi được giải thưởng. Dạ vâng. Kính thưa tất cả quý vị, nếu như là trong những năm trước đó thì chúng ta có giải thưởng của tiếng hát truyền hình. Dạ vâng, thì đây cũng là một nhân vật đạt khá nhiều giải thưởng của tiếng hát truyền hình Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, vân vân. Rất nhiều thưa tất cả quý vị. Và gần đây nhất thì anh đạt giải gì trong giọng ca vàng tiếng hát của Đài Phát thanh Thành phố Hồ Chí Minh. Một tràng pháo tay đồng di chào đón ca sĩ Cao Huy Thế. Dạ vâng, kính thưa tất cả quý vị, và ngày hôm nay ca sĩ Cao Huy Thế sẽ gửi đến chào tất cả quý vị cũng như tất cả các bạn nhỏ có mặt ngày hôm nay một nhạc phẩm rất dễ thương, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, Mặt Trời Bé Con. Dạ vâng, Huy Thế chào tất cả toàn thể quý vị. Huy Thế thân chào tất cả các em thân mến. Chúc tất cả quý vị và các em thưởng thức một đêm văn nghệ thật là vui vẻ và tràn ngập niềm vui, và chúc các em nụ cười luôn tỏa sáng. Và bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này. Đêm đêm đứng quanh tôi, ôi mặt trời.